Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh với 2 tầng như thế này. Ở đây mình móc mẫu nhỏ để trang trí cho những sản phẩm nhỏ như dây len hoặc là các cái mẫu cài tóc ha. Ngoài ra thì mình cũng có hướng dẫn thêm cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh nhỏ như thế này, cũng để trang trí cho những sản phẩm nhỏ nha. Ở đây mình có trang trí cùng một lúc hai mẫu hoa này lên trên phần thân dây như thế này nè. Thì cái mẫu thân dây này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi ha, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc. Ở đây mình dùng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4 nè. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len như thế này ha, cho cái hoa của mình nó được chắc chắn. Thì cái mẫu kim này mình cũng dùng để móc giày á, thì các bạn cũng móc cho mình các cái họa tiết trang trí bằng mẫu kim này luôn ha. Ngoài ra thì đối với những sản phẩm lớn hơn, các bạn sẽ dùng cho mình đầu kim to hơn để mình móc cái hoa mình cho nó được to lên nè. Kéo các len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu 2 tầng trước ha. Đối với mẫu hoa 2 tầng này để trang trí cho sản phẩm nè, thì các bạn sẽ dùng cho mình sợi len màu trắng, tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích ha, giữ cho mình cái vòng tròn nhỏ này, sau đó móc lên một mũi móc xích nè. Và ta sẽ móc vào cái vòng tròn mình vừa tạo ở đây nè, các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Và móc đơn thứ chín. Sau khi đã móc được 9 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào nha. Lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại như thế này. Khi đã được 9 mũi móc đơn vào vòng tròn này rồi thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mà ta móc ở cái vòng tròn này nè. Đây là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Như vậy là 9 mũi móc đơn này sẽ giúp mình tạo ra được 5 cánh hoa cho cái tầng đầu tiên của hoa nè. Hoặc là nếu các bạn muốn làm nhiều cánh hoa hơn thì các bạn có thể tăng thêm cho mình 2 mũi móc hoặc là 4 mũi móc tùy vào cái cánh hoa mà các bạn mong muốn ha. Nếu muốn tăng lên 6 cánh hoa thì các bạn móc cho mình các cái mũi nửa kép cho cái vòng tròn này nó được to ra nè. Và mình sẽ móc vào 11 mũi nửa kép ha. Bây giờ mình sẽ móc cánh hoa nha. Khi lên 2 mũi móc xích rồi, tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc, ta móc mũi dời 2 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất nè. Và kép đơn thứ hai. Khi được hai mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên rồi á, chân móc đầu tiên của cái cụm chín mũi phía dưới á, thì tiếp tục lên hai mũi xích và di chuyển kim cho mình đến chân móc thứ hai của chín mũi này nè, của chín cái mũi ở vòng tròn nhỏ này, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Như vậy là mình sẽ hoàn thành được cánh hoa thứ nhất có cái độ dày là hai mũi móc ha. Để tiếp tục cánh hoa thứ hai thì lên hai mũi xích, sau đó di chuyển kim cho mình đến chân móc thứ ba của cái vòng tròn chín mũi phía dưới nè. Thì cái chân móc thứ ba này móc vào cho mình hai mũi kép đơn để tạo một cái cánh hoa ha. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Khi được hai mũi kép đơn tạo độ dày cho cánh hoa thì móc lên hai mũi xích. 1 2 và di chuyển kim đến chân móc thứ tư ha, chân móc thứ tư của cái vòng tròn này, móc vào đây một mũi dời. Thì ta sẽ hoàn tất được cánh hoa thứ hai nè, nó sẽ có cái độ dày bằng với cánh hoa thứ nhất. Tiếp tục lên hai mũi xích và di chuyển đến chân móc kế tiếp, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Sau đó lên hai mũi xích, di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc một mũi dời. Ta hình thành được cánh hoa thứ ba. Tiếp tục cánh hoa thứ tư, lên hai xích, móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Móc lên 2 xích và móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời để kết thúc cánh hoa thứ tư.
Tiếp tục lên 2 xích. Móc vào chân móc cuối cùng là cái chân móc thứ 9 của cái cụm này ha. Móc vào 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó lên 2 mũi xích. Thì như vậy là cái cánh hoa của mình đã móc được vào tất cả 9 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên rồi nè. Thì để kết thúc được cái cánh hoa thứ 5 này, để ý cho mình cái vòng tròn nhỏ phía dưới 9 mũi móc đơn này nè. Chân móc kế tiếp mà ta gặp sẽ là cái chân móc của mũi dời ha, mũi dời mà ta kết thúc của cái vòng tròn 9 mũi này nè. Thì chân móc mũi dời này cũng đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Đây là cái chân móc mũi dời này nè, móc vào đây một mũi dời ha. Như vậy là mình đã hoàn tất được một mẫu hoa 5 cánh với cái phần nhụy hoa mũi đơn như thế này nha. Để tiếp tục tạo cái tầng cho cái mẫu hoa này nè, thì các bạn tiếp tục móc cho mình lên 2 mũi xích. Ở đây đối với những size lớn thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 hoặc 4 mũi ha, tùy vào cái độ dày của cánh hoa. Thì cánh hoa của mình là 2 mũi kép đơn nên mình sẽ lên 2 mũi xích nè. Sau đó quay cho mình cái mặt trái của sản phẩm nè, ta sẽ đưa cái mặt trái ra ha. Các bạn sẽ để ý cho mình ở chính giữa của hai cánh hoa kế tiếp này. Cái mũi dời mà ta vừa móc là ở cánh hoa này ha. Thì đến chính giữa của hai cánh hoa kế tiếp nè, các bạn sẽ để ý cho mình ha. Khi ta móc mũi dời để kết thúc cánh hoa này và tạo cánh hoa kế tiếp á, thì phía sau nó sẽ có hai cái đường móc như thế này nè. Đây, hai cái đường móc này thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai đường móc luôn ha. Đường móc của cánh hoa đầu tiên nè, và tiếp tục đường móc cánh hoa kế bên nè. Đâm kim vào hai đường móc như thế này, sau đó kéo cho mình và móc vào đây một mũi dời ha. Ta sẽ kéo cái đầu len lại và móc vào đây cho mình một mũi dời nè. Như vậy là ở phía sau mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống. Thì cái khoảng trống này sẽ giúp mình tạo ra cái cánh hoa tiếp theo cho cái hàng móc ở phía dưới ha. Từ đây lên 2 mũi xích, sau đó cũng tương tự di chuyển kim vào chính giữa của hai cái cánh hoa kế tiếp này nè. Thì ta cũng có hai cái đường móc khi ta móc mũi dời vào rồi ha. Có hai cái đường móc như thế này, đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Ta tạo ra được khoảng trống thứ hai nè, ở phía sau cánh hoa thứ hai ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Tương tự di chuyển kim đến chính giữa của hai cánh hoa kế tiếp và cũng móc vào hai chân móc phía sau như thế này. Hai chân móc phía sau mà sát với cánh hoa thứ nhất và cánh hoa thứ hai luôn ha. Đâm kim vào đây móc một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích, tương tự đâm kim vào hai chân móc, vào hai cái đường móc của hai cái mũi này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai đường móc luôn ha, giữa hai cánh hoa và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích. Ở cái cánh cuối cùng, cái khoảng trống cuối cùng mà ta tạo cũng đâm kim tương tự cho mình ha. Đâm kim vào cái chân móc của cái phần thân này nè. Ta sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Đây, cái cánh hoa phía trước của mình sẽ hoàn tất 5 cánh như thế này. Và lúc này ở phía sau mình cũng tạo ra được 5 khoảng trống có cái hình lục giác như thế này ha. 5 khoảng trống như thế này nè, để mình có thể móc cái cánh hoa cho cái tầng thứ hai. Ở các cái mẫu hoa nhiều cánh hơn thì cũng làm tương tự cho mình như vậy ha. Để tạo được cái tầng thứ hai cho hoa thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi xích. Thì 3 mũi xích này nó sẽ tạo cho mình cái cánh hoa dài hơn so với cái cánh hoa của cái tầng thứ nhất ha. Khi được 3 mũi móc xích rồi, di chuyển kim đến cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp nè. Cái khoảng trống 2 xích mà mình tạo ở phía sau của cánh hoa này. Móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn. Và lưu ý ở cái tầng thứ hai này, khi móc các cái mũi kép đơn, các bạn sẽ kéo dài cho mình cái mũi kép đơn ra ha, cho cái phần cánh hoa của mình nó được dài hơn. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Và kép đơn thứ tư. Khi đã tạo được 4 mũi kép đơn có cái độ dài dài hơn so với cánh thứ nhất rồi nè, thì ta cũng được cái bề dày của cánh hoa đầu tiên ở tầng thứ hai ha. Móc lên 3 mũi móc xích. Để kết thúc cái cánh hoa đầu tiên này, cũng đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc và móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái cánh hoa đầu tiên ở cái tầng thứ hai ha, có độ dày là 4 mũi móc. Ở cánh hoa thứ hai cũng lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp ở phía sau cánh hoa thứ hai nè. Đẩy cánh hoa thứ hai ra phía trước thì ta sẽ gặp cái khoảng trống này.
Các bạn cũng móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn ha. Khi móc các cái mũi kép đơn cũng kéo dài cho mình cái mũi móc lên cho cái cánh hoa của mình nó được dài hơn. Kép đơn thứ ba nè. Tiếp tục kép đơn thứ tư. Khi được 4 mũi kép đơn liên tiếp thì tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và cũng đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc, móc vào đây một mũi dời để kết thúc cánh hoa thứ hai. Tương tự lên 3 xích. Móc vào cái khoảng trống kế tiếp, ta sẽ đẩy cánh hoa thứ ba ra ha. Thì ta sẽ thấy cái khoảng trống này và cũng móc cho mình vào đây 4 mũi kép đơn để mình tạo được cánh hoa thứ ba. Khi móc cũng kéo dài cái mũi móc lên ha. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Tiếp tục kép đơn thứ tư. Được 4 mũi kép đơn thì lên 3 xích và cũng móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi dời để kết thúc cánh hoa thứ ba. Tiếp tục lên 3 xích. Móc vào khoảng trống kế tiếp của cánh hoa thứ tư ở phía dưới á, móc vào khoảng trống này 4 mũi kép đơn để mình tạo cánh hoa thứ tư. 1 2 3 và 4. Khi hoàn tất được 4 mũi kép đơn, lên 3 mũi xích và cũng móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi dời. Tiếp tục lên 3 xích. Móc vào khoảng trống thứ 5 ở phía sau cánh thứ 5 nè, móc vào đây 4 mũi kép đơn để mình tạo cánh hoa thứ 5 ha. Khi móc cũng kéo dài cái mũi móc của mình lên ha. Kép đơn thứ 2. Kép đơn thứ 3. Kép đơn thứ 4. Từ đây lên 3 xích. Như vậy là cái phần cánh hoa của mình nó đã hoàn tất và tạo ra được hai tầng như thế này ha. Để kết thúc cánh hoa thứ 5 của tầng thứ 2 thì di chuyển kim cho mình đến khoảng trống mà ta vừa móc luôn á, khoảng trống của cánh thứ 5 luôn ha. Và cũng móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ nắm những cái sợi len thừa này guốc thật mạnh vào ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Sau đó giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc nè, vào trong mũi móc của các cánh hoa. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu hoa 5 cánh 2 tầng như thế này. Đối với những size lớn hơn thì cánh hoa của tầng thứ nhất nó sẽ ít hơn cánh hoa của tầng thứ hai là 2 mũi ha, cũng tương tự giống như cái mẫu hoa mà mình vừa tạo ở đây nè. Đối với những mẫu hoa to hơn thì các bạn sẽ sử dụng đầu kim to hơn cho mình ha, hoặc mình có thể tăng kích thước của những cánh hoa như thế này. Và cũng tăng cái kích thước của phần nhụy hoa trước ha. 6 cánh thì tăng lên cho mình 11 mũi và sử dụng mũi nửa kép nha. Và các cái tầng phía sau thì mình cũng làm tương tự nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh như thế này ha. Thì mẫu hoa nhỏ này mình cũng dùng để trang trí cho cùng một sản phẩm nên mình sẽ sử dụng đầu kim số 4 đó. Đây, đầu kim của mình cũng là cái đầu kim mà mình vừa dùng cho cái cánh hoa 2 tầng ha. Tạo cho mình một vòng tròn nè. Lưu ý ở cái mẫu hoa nhỏ này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len thừa hơi dài nha, để mình tiện cho việc cầm nắm nha. Móc và kéo len qua vòng tròn nè. Sau đó từ đây lên 2 mũi xích. Các bạn sẽ giữ cho mình cái vòng tròn này ha. Sau đó chúng ta sẽ móc tất cả các cái mũi móc vào vòng tròn này. Móc vào cho mình một mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Và cũng móc vào vòng tròn ta vừa tạo này nè, móc vào đây một mũi dời. Thì cái mẫu hoa này cánh hoa của mình sẽ dừng lại ở một mũi kép đơn ha. Tiếp tục lên 2 xích. Tương tự móc vào cái vòng tròn nhỏ này một mũi kép đơn. Sau đó lên 2 xích. Móc vào vòng tròn nhỏ này một mũi dời để kết thúc. Tạo ra được cánh hoa thứ hai nè. Có cái độ dày là một mũi móc. Lên 2 xích. Móc vào vòng tròn đó một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 xích. Cũng móc vào vòng tròn đó một mũi dời để tạo cánh hoa thứ ba. Làm tương tự cho mình cánh hoa thứ tư ha. Cũng móc lên 2 xích. Móc vào vòng tròn một mũi kép đơn. Lên 2 xích. Và móc vào vòng tròn đó một mũi dời để kết thúc cánh hoa thứ tư. Lên 2 xích. Móc vào vòng tròn đó một mũi kép đơn. Tiếp tục lên 2 xích. Và cũng móc vào vòng tròn ta vừa móc một mũi dời. Khi được 5 cánh như thế này rồi, móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len.
Lưu ý các cái mũi kép đơn của mình các bạn sẽ móc ngắn thôi ha, cho cái mũi móc của mình làm cho cái cánh hoa nó được ngắn lại nè. Ta sẽ gút các cái sợi len thừa thật mạnh vào. Sau đó tiến hành giấu những cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu hoa 5 cánh như thế này ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hai cái mẫu hoa dùng để trang trí như thế này. Chúc các bạn thành công.